Thưa quý vị và các bạn, những vấn nạn lừa đảo, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức cá nhân cùng với rất nhiều nội dung độc hại vẫn tràn lan trên môi trường mạng. Một phần nguyên nhân là hiện nay mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin OTT có phép ẩn danh của người dùng. Do vậy thì việc yêu cầu định danh tất cả chủ tài khoản Facebook, TikTok và YouTube của Bộ Thông tin và Truyền thông được xem là hành động cần thiết nhằm tạo sự trong sạch, minh bạch cho không gian mạng. Bên cạnh sự đồng tình và ủng hộ thì những vấn đề còn đó, những nỗi lo liệu có thể xử lý triệt để được vấn nạn tài khoản ảo hay không? Bởi vì bản chất đa dịch vụ của nền tảng xuyên biên giới. Và để có thể bàn luận về chủ đề này thì ngày hôm nay chúng tôi xin được chào đón tới trường quay của chương trình Chào buổi tối khách mời nhà báo Lê Quốc Vinh. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Có thể nói là câu chuyện liên quan tới mạng xã hội hiện nay đang được cả cơ quan chức năng cũng như là dư luận hết sức quan tâm. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 thì sẽ cấm sóng, biểu diễn và quảng cáo đối với những nghệ sĩ mà có những cái tầm ảnh hưởng nếu như họ có hành vi vi phạm pháp luật hay là thuần phong mỹ tục. Và thêm vào đó thì sắp tới đây, Bộ Thông tin Truyền thông cũng sẽ yêu cầu tất cả những tài khoản mạng xã hội dù trên nền tảng nào cũng sẽ phải thực hiện việc định danh tài khoản, áp dụng cho cả mạng xã hội nước ngoài như là TikTok, Facebook hay là YouTube. Vậy thì trước tiên anh có thể cho biết là anh nghĩ như thế nào về ban hành này của Bộ Thông tin và Truyền thông ạ? Thực ra thì cái câu chuyện về tính định danh của các tài khoản mạng xã hội ấy cũng đã đặt ra từ trước rồi. Và các nhà phát triển các mạng xã hội đó cũng đã yêu cầu là các thành viên của mạng xã hội phải công bố và phải đăng ký dưới cái danh tính thật của mình. Thì câu chuyện đó rõ ràng là đấy là một cái sự cần thiết. Vấn đề ở chỗ là từ cái sự cần thiết đó và làm thế nào để mà định danh được các cái chủ tài khoản trên mạng xã hội thì nó còn là một cái khoảng cách rất là dài. Đấy, và lâu nay chúng ta vẫn gặp phải cái vấn đề tức là mình bị tấn công bởi những cái tài khoản ảo rất là nhiều. Dạ vâng, và như anh cũng đã vừa chia sẻ thì rõ ràng là chúng ta cũng đã có hình thức định danh từ trước đó. Ví dụ như là đối với Facebook thì họ cũng đã yêu cầu là chủ tài khoản phải định danh tài khoản cá nhân từ rất là lâu rồi. Và đến nay thì vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên thì có vẻ như là không hiệu quả lắm, ít nhất là ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Vậy thì anh có thể lý giải như thế nào về điều này? Facebook đấy, hay là các cái tài khoản mạng xã hội khác, các cái mạng xã hội khác cũng chỉ yêu cầu người sử dụng phải công bố cái danh tính thật của mình và phải sử dụng cái tên thật của mình mà thôi, chứ không có những cái chế tài thật sự. Chỉ có những tài khoản được xác minh, ví dụ như là tích xanh chẳng hạn, thì người ta mới yêu cầu là phải có xác minh chính thức, là có gửi các cái tài liệu để chứng minh cái danh tính của mình. Như vậy thì cũng không đủ, bởi vì là yêu cầu thì có nghĩa là chủ tài khoản người ta sẽ tự nguyện đăng ký chính danh hoặc là không. Như vậy thì nó mở ra một cái cơ hội để chúng ta thấy rằng là rất nhiều người cái lạm dụng cái kẽ hở đó và vẫn sử dụng các cái tài khoản ảo. Và phần lớn nếu như mà Facebook chẳng hạn có một cái chính sách mà già quét lại, chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượng tài khoản ảo tài khoản ở Việt Nam sẽ giảm đi khoảng 1/3, bởi vì phần 1/3 đó chính là tài khoản ảo. Dạ vâng, và có ý kiến cho rằng là có thể trong thời gian sắp tới khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu định danh thì cái việc định danh này vẫn có thể sẽ xảy ra tình trạng định danh ảo. Có nghĩa là họ sẽ có thể tạo ra hàng loạt những cái công cụ, những cái giấy tờ ảo để có thể xác minh cái tài khoản của người dùng và họ có thể lách để tạo ra những cái tài khoản ảo trên mạng xã hội. Thì anh có nghĩ như vậy hay không ạ? Chính xác. Thực ra thì cái việc đăng ký đó, như là cá nhân tôi cũng đã từng đăng ký tích xanh ở trên Facebook, họ cũng đặt ra những cái rào cản rất lớn để so sánh cái giấy tờ xác minh danh tính của mình với cả khuôn mặt thật của mình. Những cái điều đấy không khó để làm giả, đặc biệt là với những cái công nghệ deepfake hay là cái công nghệ giả mạo mà hiện nay người ta đang làm, thì người ta hoàn toàn là có thể vẫn tạo ra những cái cơ hội để làm giả cái chứng minh của mình. Thế thì cái đó nó cần phải không phải chỉ có mỗi cứ phụ thuộc vào cái nhà mạng, họ không phải mình cứ đặt ra yêu cầu là họ phải kiểm tra cái danh tính chính thức của người chủ tài khoản là đủ. Thế mà cần phải có một sự tham gia của rất là nhiều bên mới có thể kiểm soát được. Tất nhiên là về cái lý thuyết mà nói thì chúng ta có thể là đạt được cái mục đích là xác định cái danh tính, nhưng mà trên thực tế thì nó sẽ có rất là nhiều cái kẽ hở, và đặc biệt là với những người mà tạo ra tài khoản mạng xã hội để có những cái mục đích không trong sáng thì người ta đủ mọi cách để người ta có thể lách được, ví dụ như là làm giả giấy tờ như là bạn vừa nói.
Dạ vâng, bên cạnh việc là có thể làm giả giấy tờ để mạo danh những cái tài khoản chính danh thì chúng tôi thấy là còn một vấn đề nữa mà rất nhiều người dùng hiện nay cũng đang lo lắng, đó chính liên quan đến việc là bảo mật thông tin của người dùng. Bởi vì khi mà chúng ta cung cấp những cái thông tin của mình cho những cái tài khoản mạng xã hội nước ngoài như là Facebook hay là YouTube hay TikTok thì chúng ta cũng thấy rằng là trên thực tế thì đã có những cái sự có nghi vấn liên quan tới việc bảo mật thông tin nó không được thực hiện một cách triệt để. Vậy thì anh nghĩ thế nào về điều này ạ? Tất nhiên là cái câu chuyện này nó đều có những cái lợi ích và những cái bất cập. Khi mà chúng ta không yêu cầu xác nhận danh tính thì mình đã thấy là rất là nhiều cái vấn đề hệ lụy rồi. Và bây giờ nếu mà yêu cầu về xác định danh tính thì nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn giữa cái những cái bất lợi với những cái mà mình có lợi. Phải so sánh xem là cái nào nó sẽ có hiệu quả hơn. Rõ ràng là trong cái thời buổi mạng xã hội rồi là cái công nghệ số phát triển như thế này á, thì nhiều lúc chúng ta cũng phải buộc phải hy sinh một phần cái thông tin của cá nhân mình để phục vụ cho cái sự ổn định của xã hội. Và cái này chúng ta đã thảo luận rất là nhiều lần ấy, thì trong cái môi trường số, môi trường ảo như thế này thì người ta cần phải có thể là cho đi một vài cái thông số cơ bản, ví dụ như là cái mã số định danh cá nhân. Nhưng mà tất nhiên là bên cạnh đấy thì công nghệ cần phải tạo ra những cái hàng rào khác, những cái loại công nghệ khác để ngăn chặn các cái thông tin mà nó có tính nhạy cảm hơn đối với cả cái mã số định danh của mỗi cá nhân. Dạ vâng, và rõ ràng là cái việc mà chúng ta có được định danh, có một sự xác thực thì vẫn cứ hơn việc là hiện nay chúng ta tràn lan quá nhiều những cái tài khoản ảo, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Và có thể thấy là hiện nay thì hơn 80% những cái tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội của Việt Nam chúng ta thì thứ nhất là họ phục vụ cái mục đích liên quan tới việc quảng cáo hay là mua bán kiếm tiền, và còn lại thì phục vụ cho rất nhiều những mục đích khác, và trong đó có cả những mục đích chính trị. Vậy thì theo anh, liệu rằng là chúng ta có dẹp bỏ được những cái tài khoản ảo bằng cách định danh này thì nó có khả thi và có giảm thiểu được những cái mục đích đó hay không ạ? Rất nhiều tài khoản ảo, tất nhiên là cái mục đích bắt đầu của nó là mới chỉ là vấn kinh doanh thôi. Nhưng có những cái tài khoản phục vụ cho mục đích chính trị như bạn vừa nói, và cả những cái tài khoản được sinh ra, tài khoản ảo đấy để lừa đảo nữa. Chúng ta thấy rằng là rất là nhiều tài khoản đã được sinh ra sử dụng những danh tính của những người có thật, thậm chí là những người nổi tiếng nữa, để dùng nó để lừa đảo những người khác, những người nhẹ dạ hoặc là những người không có nhiều hiểu biết lắm về hoạt động trên mạng xã hội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái rủi ro, cái hệ lụy của nó rất là cao, đặt đến cái mức độ tức là chúng ta buộc phải có những biện pháp rất là quyết đoán trong cái việc là xác định danh tính của những chủ tài khoản trên mạng xã hội. Tuy nhiên là có làm được hay không thì nó lại là một cái câu chuyện rất là lớn đằng phía sau nữa. Có thể là về pháp luật mà nói thì chúng ta có thể đưa ra được những cái yêu cầu về mặt pháp luật đối với các mạng xã hội, kể cả những mạng xã hội nước ngoài, xuyên biên giới. Nhưng mà cái khả năng thực thi thì nó còn có rất là nhiều cái yếu tố mà cho tới thời điểm như thế này. Tôi nghĩ rằng về công nghệ mà nói thì chúng ta chưa đạt được cái khả năng kiểm soát một cách là chặt chẽ. Và một mặt khác nữa ấy, nó còn phụ thuộc rất lớn vào cái mức độ hợp tác của các cái nền tảng xuyên biên giới đó. Họ có đồng ý hay không, họ có đồng ý thay đổi cái thuật toán và những cái đặt ra các cái yêu cầu, các cái tiêu chuẩn khi đăng ký cái tài khoản mạng xã hội hay không. Cho nên là tôi nghĩ rằng trước mắt là cần phải có một cái sự hợp tác giữa nhà nước Việt Nam với các cái nền tảng mạng xã hội. Qua đó cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu về bảo vệ cái danh tính, bảo vệ cái dữ liệu bí mật của công dân Việt Nam. Dạ vâng, rõ ràng đúng như anh vừa chia sẻ thì việc để chúng ta có thể kiểm soát được toàn bộ những cái tài khoản sử dụng mạng xã hội hiện nay là một cái câu chuyện rất khó. Tuy nhiên khó nhưng vẫn cần phải làm, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta thấy quá nhiều những cái hệ lụy liên quan đến tài khoản ảo gây ra. Vậy thì với quan điểm cá nhân của anh thì liệu rằng trong thời điểm này và trong cả dài hạn nữa chúng ta sẽ có thể có những cái giải pháp như thế nào để có thể hạn chế được đến mức thấp nhất những cái tài khoản ảo trên mạng xã hội? Chúng ta cần phải có một cái giải pháp rất là đồng bộ. Thứ nhất ấy là phải cùng nhau cả xã hội cùng phát hiện ra những cái tài khoản ảo. Đó, đấy là dùng cái sức mạnh của cộng đồng, đấy là một cái yếu tố căn bản của mạng xã hội. Mình phát hiện ra và mình sẽ thông qua các kênh khác nhau, kể cả là report cho
nhà phát triển mạng cũng như là các cơ quan chức năng. Và thứ hai nữa là cái hành động của các cơ quan quản lý khi phát hiện ra các cái tài khoản ảo, nó hành động nó quyết liệt đến mức độ như thế nào. Cho tôi cảm nhận rằng là cái mức độ phản ứng khi phát hiện ra các tài khoản ảo ở Việt Nam chúng ta rất là hời hợt, rất yếu, cho nên nó mới tạo cái điều kiện để phát triển các cái tài khoản ảo như thế. Và cái điều thứ ba nữa ấy, là phải gia tăng các cái thuật toán mới. Và cái này nó phụ thuộc vào các nhà công nghệ, các nhà phát triển công nghệ tạo ra những cái giải pháp để phát hiện và ngăn cản những cái tài khoản ảo. Tất nhiên là rất là nhiều cái yếu tố đồng bộ cùng phải xuất hiện. Tuy nhiên là tôi trong cái bối cảnh trước mắt thì tôi vẫn tin rằng là cái khả năng mà phát hiện tài khoản ảo của cộng đồng và kết hợp với cái sự quyết liệt xử lý của cơ quan chức năng, đó là những cái giải pháp căn cơ trước mắt, và nó có thể là sẽ giúp cho cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ tạo ra các tài khoản ảo. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Quốc Vinh đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Đã, xin cảm ơn chương trình. Và thưa quý vị, tới đây chương trình tối nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.